Sách trời ghi rõ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023, hân hoan đốn tài, đốn lộc, vượt mọi chông gai, đánh bay trở ngại nhờ vận may khởi sắc. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao và sự chuyển biến của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh dự báo rằng trong tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 là một trong những tháng cực kỳ may mắn giúp cho quý anh chị tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 có vận trình như cá chép hóa rồng, được nhiều cát tinh cao chiếu, thần tài ban cho lộc lớn, đón nhiều vận may bất ngờ, kinh doanh một vốn bốn lời, ăn nên làm ra, trúng số liên tiếp, giàu sang hết phần thiên hạ. Vậy vận trình của quý anh chị tuổi Ất Sửu diễn ra trong tháng 9 tới đây như thế nào? Làm sao để đốn cát xua hung, lộ trình may mắn, công việc bình an, sức khỏe như thần? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải nội dung như chi tiết nhé. Đầu tiên, đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời của những người tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người Ất Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại dựa dẫm vào người khác, thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Tuổi Ất Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng sợ hãi, ngược lại, luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Ất Sửu đại diện cho sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà ngày càng trở nên mạnh mẽ kiên quyết hơn. Để đạt được ước mơ hoài bão, chinh phục được thành công, tuổi Sửu kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Đối với tuổi Ất Sửu 1985, gia đình là nơi linh thiêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả những thứ khác. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Tiếp theo là vận trình tổng quan tháng 9 âm lịch của Ất Sửu, sinh năm 1985. Tháng 9 năm 2023 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với Ất Sửu, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế, được tam hợp thái tuế che chở. Tử vi tháng 9 năm 2023, Ất Sửu âm lịch dự báo, con giáp này có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Bản tính trung thực, chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn, nhờ có sự giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình, hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà, mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Tài chính vượng về thứ tài, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực. Với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân. Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn,
bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh, mà đoán định hung cát của tuổi Ất Sửu thông qua 4 phương diện cuộc sống là sự nghiệp, tài vận, tình cảm gia đạo và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, theo dõi tử vi tháng 9 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Ất thường được tam hợp thái tuế phù trợ. Trong tháng Bính Thìn nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Quý nhân vận của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển, môi trường làm việc hài hòa hơn. Nhờ có được sự giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại nhưng khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp bạn tự tạo ra cơ hội phát triển, gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Tuổi Ất Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, càng khi đối diện với khó khăn, thách thức lại càng thêm mạnh mẽ, quyết đoán nên làm việc dứt khoát dễ thành công hơn người. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, bản mệnh cần lên kế hoạch công việc rõ ràng, cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng, vận khí sa sút sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch của bạn. Về mặt tài lộc, bước sang tháng mới, phương diện tài lộc của người Ất Sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn, tuy nhiên, nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định, mang tới cho bạn thu nhập đều đặn, người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan, mặc dù doanh thu chưa tăng vọt, đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này Nguyệt lệnh lâm cung suy, thêm cả hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém. Vật giá leo thang, nhiều chi phí tăng cao khiến cho bạn dù kiếm được tiền đấy nhưng tiêu dùng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay, nhưng hành sự thận trọng thì sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng 9 năm 2023 âm lịch này, chuyện tình cảm của Ất Sửu có nhiều biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân, dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi này đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước. Đôi bên đã chịu dành thời gian sẻ chia, quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự áp lực bí bách, khiến hai bạn dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẻ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình. Đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân, gia đình. Về mặt sức khỏe, tin mừng là sức khỏe của Ất Sửu không gặp phải trở ngại nào lớn, một phần vì tinh thần bản mệnh phấn chấn, suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của bản mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng của môi trường, thời tiết. Bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn, sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cẩn thận, kẻo gặp sự cố hoặc chính mình gây ra tai nạn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận dành cho Ất Sửu 1985 trong tháng 9 âm lịch năm 2023.
Tử vi tuần 1, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch 2023. Với người tuổi Ất Sửu, tra cứu lịch vạn niên thì thấy rằng thiên đức cát tinh đang đi theo và hỗ trợ cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh thuận lợi giành được những mục tiêu đã định và có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bạn đã mong muốn, khao khát suốt bao lâu nay. Tuy nhiên về cuối tuần, sẽ có thể xảy ra vài chuyện mâu thuẫn giữa bản mệnh với đồng nghiệp hoặc là đối tác làm ăn, gây ra những rắc rối không thể lường trước được. Thiên quan báo hiệu rằng đây không phải là chuyện đơn giản, bởi bản mệnh đã đắc tội với những kẻ lòng dạ hẹp hòi, có thể sẽ phải trả giá vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. Thực thần tạo nên những điểm sáng trong tuần cho người Ất Sửu khi mà chuyện kinh doanh buôn bán vô cùng suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao, khiến cho con giáp này có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên có kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh mắc phải những sai sót không đáng có. Tài vận của con giáp này trong tuần khá tốt, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình vào dịp cuối tuần, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, nên cho dù là người làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng đều có lộc lá nhiều không kể xiết, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, chứ đừng vung tay quá chán nhé. Các cặp vợ chồng có thể sẽ cảm thấy một luồng không khí mới tràn vào cuộc hôn nhân của mình, bản mệnh thấy được những cố gắng và nỗ lực của người ấy trong việc thay đổi những thói xấu của mình để làm cho bạn vui, mối quan hệ được cải thiện khá nhiều khi được đôi bên chung tay vun đắp. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, tị, dậu, tiểu nhân, mùi, ngọ. Màu sắc may mắn, vàng, cà phê. Con số phát tài, 68, 23, 05. Tử vi tuần 2, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch 2023. So với tử vi tuần trước, vận trình thời điểm này của Ất Sửu khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung hung cát đan xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên, có điểm về sự thay đổi dịch chuyển trong công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, những ai lạc quan chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá vượng, kinh doanh buôn bán cũng khá thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập, tất nhiên kiếm được lợi nhuận càng cao. Bản mệnh phải càng nhiều mồ hôi công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì Ất Sửu vẫn giữ mối quan hệ tốt với người ấy, tình cảm không có nhiều biến động, nhưng đôi khi bản mệnh thấy nhàm chán. Khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường, không sóng gió, cũng chẳng chút lãng mạn dâng trào, bạn muốn có ngọn lửa bùng cháy của tình yêu, nhưng e sợ nó sẽ khiến cho mình chao đảo. Trong tuần, sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Ất Sửu cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là sao nhãng, kẻo ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài phải chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, hợi, tí, tiểu nhân, mùi, tuất. Màu sắc may mắn, xám, nâu. Con số phát tài, 56, 32, 09. Tử vi tuần 3, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch 2023. Điểm nổi bật trong tử vi tuần mới của người Ất Sửu có lẽ chính là đường tài lộc khởi sắc rực rỡ, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện, báo hiệu rằng con giáp này dù làm nghề gì thì cũng có thêm tài lộc về tay, các khoản thu nhập chính và phụ đều trên đà tăng tiến. Tử vi phương Đông cho thấy khoảng thời gian này tài lộc vượng, song người tuổi Ất Sửu cần đề phòng sức ảnh hưởng của đại hao hung tinh, kẻo tiền bạc tổn hao lúc nào chẳng hay. Có điều đó là chuyện khó có thể xảy ra, bởi giải thần quý nhân luôn ở bên giải ách trừ hung, nên con giáp này được giữ vận trình khá bình ổn trong tuần này. Công việc khá ổn định vào thời điểm đầu tuần, thậm chí con giáp này còn giành khá nhiều thành công cùng những bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ việc thành công quá sớm gây ảnh hưởng nhiều, thiên quan kéo theo tiểu nhân đang ganh ghét với thành công của Ất Sửu, bày mưu hãm hại. Đường tài lộc của bản mệnh tuần này khá tốt, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều đang có những bước tiến đáng mừng, bản mệnh khả năng biến động, không nên lo lắng chuyện không có tiền tiêu. Chỉ có điều, kiếp tài xuất hiện vào cuối tuần, con giáp này nên cẩn trọng hơn trong vấn đề tài chính, tránh xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Xét về đường tình duyên thì người cầm tinh con trâu không gặp may mắn cho lắm, các cặp đôi nảy sinh tranh cãi vì nhiều vấn đề, mà có lẽ vấn đề chính là do cái tôi quá lớn, không ai chịu lắng nghe đối phương mà chỉ mặc sức nói ra những suy nghĩ của mình, vừa tổn thương mình lại vừa tổn thương người. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, ý, tị, tiểu nhân, tuất.
Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số phát tài, 88, 46, 02. Tử vi tuần 4, tuổi Ất Sửu, tháng 9 âm lịch 2023. Bước sang tuần mới, vận trình của người tuổi Ất Sửu khởi sắc hơn hẳn, không phải đối diện với quá nhiều những trở ngại như trước. Tuy nhiên, dịch mã động tinh vẫn án ngữ, báo hiệu một tuần tất bật vất vả, nhưng đổi lại thành quả gặt hái cũng hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Vận trình cân bằng, người tuổi Ất Sửu trải qua những ngày đầy nỗ lực để vượt qua những trở ngại cuối cùng. Trước khi bước sang tháng mới, thực thần cho bạn sự khéo léo, mạnh dạn và năng động, phát triển quan hệ xã giao. Còn quan tinh nâng đỡ, tinh thần mạnh mẽ, làm việc nhiệt huyết, không ngại thử thách, hãy chủ động xông xáo hơn trong công việc, đừng để người khác giao việc cho mình mới làm. Như vậy, luôn phải theo sau người khác, không khá lên được, ở đời này, cái gì cũng có giá của nó, dám làm, dám chịu, có trải qua khó khăn chông gai thì mới có ngày gặt hái quả ngọt. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn, có thể chọn người tuổi Dậu hoặc Tý để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Đường tài lộc có phần khởi sắc hơn khi được thiên tài trợ mệnh, đầu tuần đã có nhiều cơ hội kiếm tiền phơi bày trước mắt. Con giáp này nếu biết cách nắm bắt thì tiền bạc cũng rủng rỉnh, không phải chuyện quá khó. Tuy nhiên, từ giữa tuần trở đi, vận trình có phần sa sút, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh được giải lãng phí. Chuyện tình cảm yêu đương của người Ất Sửu được coi là tạm ổn, tuy vẫn có những lúc tranh cãi khắc khẩu, nhưng rồi sẽ đâu vào đó. Mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, bản mệnh vốn bướng bỉnh lại cố chấp, nhưng may mắn có được nửa kia hiểu và nhượng bộ, nên mối quan hệ này khá bền chặt. Cẩm nang vượng vận, quý nhân, Tý, Sửu, tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, tím, nâu. Con số phát tài, 15, 46, 87. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, có một kiểu người không thể đồng tình, đó là người không thể khống chế bản thân. Một thực tập sinh vừa phàn nàn với tôi rằng, thầy hướng dẫn của cậu thật là nhẫn tâm. Dự án nghiên cứu khoa học yêu cầu khảo sát 400 người, vậy mà hướng dẫn viên chỉ cho phép 5 ngày để hoàn thành, khiến cho cậu phải dành cả cuối tuần trong thư viện mới làm xong. Tôi hỏi rằng, lượng công việc có lớn lắm không? Cậu ấy không nén nổi tức giận kể rằng, cậu ấy mất một ngày trời, ngay cả ghế cũng không dám rời khỏi, mới có thể viết xong. Tôi lại hỏi, tại sao phải làm trong một ngày, chẳng phải thời hạn là 5 ngày sao? Vẻ mặt của cậu ấy đột nhiên thay đổi, cậu hạ thấp giọng nói vì bình thường không có thời gian. Đúng vậy, cậu quả là bận rộn, hôm thì cùng bạn gái đi chèo thuyền, hôm lại cùng bạn bè đi xem phim, vì vậy mới không có thời gian làm dự án. Vậy lỗi có phải thầy hướng dẫn hay không? Tôi không đồng tình và chắc chắn bạn cũng không cho là như vậy. Người mạnh mẽ thật sự là người có thể khống chế bản thân mình. Khi được giao nhiệm vụ, họ luôn nói miệng được, nhưng sau lưng lại phàn nàn chê bai. Trong tâm không thật sự muốn làm, cho đến khi sự việc gấp gáp, không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa, họ mới vội vàng làm cho xong, vừa làm, vừa oán trách người khác, làm khó mình. Nhà thơ Herman Hesse từng nói đại ý rằng, đối mặt với sự hỗn loạn của thời đại, chúng ta phải tăng tốc mà chạy, đôi khi chúng ta lực bất tòng tâm, đôi khi lại lo lắng bàng hoàng, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần học cách thích nghi, nhưng ai không thể đuổi kịp theo thời đại thì cuối cùng sẽ bị thời đại đào thải. Nếu như ai đó thay vì nỗ lực lại đi phàn nàn về ngoại cảnh, họ sẽ không bao giờ làm chủ được cuộc sống. Còn những người thật sự mạnh mẽ sẽ có thể khống chế bản thân, cũng đồng thời quyết định mọi thứ cho mình. Người có năng lực tự khống chế sẽ luôn phân biệt được điều gì là quan trọng, điều gì là thứ yếu, họ sẽ biết được lúc nào cần phải đối đãi nghiêm túc và lúc nào là vui chơi hạn chót. Đối với người không có năng lực khống chế là áp lực, nhưng đối với người có khả năng khống chế lại trở thành động lực. Đây cũng chính là sự khác biệt về bản chất, không thể làm chủ được cuộc sống, trở nên rối bời. Một cô bạn của tôi từng tâm sự rằng, cô ấy luôn gặp trắc trở trong tình cảm. Cô ấy đã trải qua 4 cuộc tình, nhưng đều đổ vỡ. Cô ấy khá yếu đuối và dễ bị suy sụp tinh thần. Những lúc quá cô đơn, cô luôn cần một bờ vai bên cạnh để dựa vào. Vậy nên, khi đối mặt với tình cảm, cô rất khó làm chủ bản thân mình. Mỗi khi có chàng trai nào đó tỏ tình, cô đều dễ dàng đồng ý, tình yêu đến nhanh, nhưng cũng chóng vánh. Và mỗi lần chia tay cô lại là một cú sốc tinh thần. Cô dần dần mất niềm tin vào các đấng mày râu. Trong mắt họ, cô là kẻ phụ bạc trăm hoa. Nhưng rồi, cô cảm giác cô đơn khiến cho cô gần như ngã gục, và cô lại trông chờ một bờ vai. Nhưng thiết nghĩ, điều cô thiếu không phải là bạn trai, mà chính là năng lực khống chế tình cảm của bản thân,
Tiếc là cô đã không nhận ra giá trị thật sự và ý nghĩa của nó. Rốt cuộc trong tình cảm, cần được bầu bạn hay cần sự thật tâm, nếu như đơn thuần là muốn bầu bạn thì không nên phàn nàn về người khác, còn nếu như muốn thật tâm thì không nên tùy ý lãng phí sự thật lòng mình. Đây là một đạo lý rất đơn giản, bởi vì tình cảm của mình cần phải do chính mình làm chủ, nếu không thì cuộc sống sẽ trở thành hỗn loạn mà thôi. Khống chế cảm xúc cũng chính là tu dưỡng nội tâm, ngoài năng lực khống chế hành động và tư tưởng, con người cũng cần có năng lực khống chế cảm xúc. Nhưng trước hết chúng ta cần ý thức được rằng, phàm là những thứ con người không thể khống chế thì đều có tính tàn phá. Trước đây trong công ty chúng tôi có vị đồng nghiệp họ La, anh là người nóng tính và khá cục cằn, thường hay gây sự tranh cãi với người khác. Có lần gì quét rác để nhầm ghế của anh ta và chỗ người khác, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ anh lại to tiếng với dì ấy, cho dù ai khuyên ngăn cũng không được. Khi công ty tổ chức sự kiện, cấp dưới chỉ chậm trễ đôi chút cũng đủ khiến anh ta phát điên nổi giận, làm cả nhóm nhắng nhào một phen, trong nhà cũng vậy. Anh và vợ hay to tiếng, 3 ngày trận nhỏ, 5 ngày trận lớn, khi ngủ cũng không yên giấc. Có lần đến công ty, anh không ngớt lời phàn nàn về vợ của mình. Chỉ tiếc cho chị vợ của anh, ai cũng khen chị hết lời, chị vốn là người phụ nữ đảm đang và nhẫn nại, có lẽ chỉ có chị mới nhẫn được con thỉnh nộ của chồng mình. Hiển nhiên, tất cả bất hòa trong gia đình hay tranh cãi như công sở đều là do không tự chủ được cảm xúc, không khống chế được bản thân. Chỉ một phút giữ mình, có lẽ hoàn cảnh đã đổi khác, giá như anh có thể buông xuống cái tôi một chút, hạ cơn giận xuống một chút, rất có thể. Những tiếng tranh cãi kia sẽ được thay bằng nụ cười ấm áp và tất nhiên gia đình sẽ hòa thuận, mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không còn xấu đi như hiện tại. Ngược lại, nếu không thể tự chủ cảm xúc thì cuộc sống sẽ chỉ là một chuỗi những thất bại mà thôi, người không có khả năng tự chủ sẽ chỉ làm tổn thương chính mình. Trong cuộc sống của mỗi người đều có hiệu ứng cánh bướm, giống như con bướm muốn tung bay giữa nắng vàng thì cần phải trải qua đớn đau mới có thể người thoát khỏi chiếc kén đang bó buộc chính mình. Con người cũng vậy, quá trình khống chế bản thân và làm chủ cảm xúc là một quá trình không hề dễ dàng, nhưng vượt qua rồi, bạn sẽ thấy nội tâm an hòa, con đường phía trước mở rộng thênh thang. Có thể bạn xem mọi thứ đều là chuyện nhỏ không đáng nói, nên bạn mặc tình mà phát tác cảm xúc. Nhưng khi những chuyện nhỏ nhặt đó tích lũy theo năm tháng, cuối cùng sẽ trở thành một cơn bão có tính tàn phá mà bạn không thể chịu đựng được. Bởi vì thiếu khiếm khuyết khả năng tự chủ mà bạn phạm phải sai lầm trước mặt người khác, nhà phát tác bực dọc, nói những lời khó nghe, mà họ vẫn có thể tha thứ cho bạn. Trước mặt bạn bè, bạn phạm sai lầm, họ cũng giống như những người nhà tha thứ cho bạn. Tuy nhiên, vận khí không phải lúc nào cũng tốt, bạn sẽ không bao giờ luôn nhận được sự bao dung, được lý giải và được người khác giúp đỡ, ngàn vạn lần được bao giờ xem nhẹ mọi chuyện. Bởi người không có khả năng khống chế bản thân đều sẽ làm tổn thương chính mình, băng dày ba thước, chắc chắn không thể chỉ do một ngày rét có thể làm nên. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.